Hello, chào tất cả mọi người nha. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một loại sản phẩm, đó chính là nước, sản phẩm nước uống mọi người ạ. Đó chính là lon trà bí đao nhé mọi người nhá. Đấy, hương vị tự nhiên mọi người ạ. Thể tích thực là 330ml. Đấy, mọi người nhìn này, lon bí đao có hình dạng như này nhá. Em 1.85 với cả 1 tiếng nữa. Đấy, giờ mình sẽ sử dụng cái lá chuối này để mình làm cái kem. Các anh làm hết hai combo rồi à? Xem gì? Cho ai xem? Chào Việt Tít đi. Đấy cái lô. Đâu? Thua. Đấy mọi người. Bốn ông cháu. Đấy. Sản phẩm đấy, của công ty AB. Làm cái kèn mọi người nhá. Kèn là chuối này. Năng lượng. Đấy, đường. Để nấu thịt chó nhá. Thành phần bao gồm những cái này mọi người, nước, đường lactose, ace, sunfame. Bắt cầu rồi. Được kêu. Kiểu thổi kiểu gì đấy mày đấy? Tao đi thái. Tao là quấn quấn lá chuối à? Tao là quấn quấn lá tre, tao thổi nó kêu. Bẫy chuột kìa. Đấy mọi người ạ. Thì cách bảo quản cái này nhá mọi người, phải để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đấy. Lắc đều trước khi uống nha mọi người nhá. Ngon hơn khi mọi người cho thêm đá hoặc là uống lạnh. Đấy. Rất chi ngon luôn mọi người ạ. Mình rất chi là hay uống cái loại bí đao này luôn. Mọi người có thể mua được những lon bí đao như này ở những cái cửa hàng tạp hóa hoặc là ở những cái cây nước nha mọi người nhá. Đấy, tại vì sản phẩm này rất chi nổi tiếng ấy, nên là ở đâu người ta cũng bán. Ngon lắm mọi người ạ. Công ty cổ phần đầu tư AB Việt Nam. AB Việt Nam. AB 145 Bình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn mình đã làm xong một kèn vào cuối rồi, mình cũng thổi. Mày hả? Đây nhỉ, anh em nghe tiếng kêu của nó này. Đấy mọi người ạ, lon bí đao này. Đấy mọi người ngắm lon bí đao này đi. Abet trà bí đao. Sao ông bảo trước được có. Alo. Giờ mình sẽ tiếp tục làm cái kèn hai người nữa. Không ăn bánh. À mình quên chưa giới thiệu cho mọi người hạn sử dụng nhỉ. À quên. Hạn sử dụng là mọi người hạn sử dụng nước uống này lên 2 năm nhé mọi người nhá. Đấy, mọi người mua về để uống 2 năm cũng được. Bật ra thì mọi người phải uống ngay trong vòng 1 tiếng, còn để trong ấy thì mọi người có thể bảo quản trong vòng 2 năm nhé mọi người nhé. Wow. Năm cơ mọi người ạ. Đấy. Mọi người. Chi ngon luôn. Nhớ ơi, con dao tem đâu nhỉ? Học đại ca của học đấy. Xem gì đó ngon. Đấy thì cái clip này mình giới thiệu mọi người cái sản phẩm đấy là trà nước trà bí đao, nước uống trà bí đao nhé mọi người nhé. Chú nào chuẩn luôn. Chú nào đây? Chú Sái mà. Chú nào đây? Chú Quang. Không, chú Công đấy. Đấy, Sumi ra đây chú bế nào. Sumi chào mọi người đi. Sumi chào mọi người nha. Cao á. Đấy. Cao á. Thôi mình kết thúc cái video. Chú là chú nào? Chuối ở đây em nhá. Gặp lại em ở video lần sau nha. Lấy cái cây của chú đấy.
Thế nha mọi người nha, thì cái clip giới thiệu cái trà bí đao của mình đến đây hết nha. Chú mua. Ừ, chú mua về để chú quay, chú quay Sumi đấy. Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bí đao nha. Chú ấn cái nút đỏ.